Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, trong 5 tháng đầu năm 2024, cơ sở cai nghiện ma túy đã tiếp nhận hơn 300 học viên cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc. Tính đến nay, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Long An đang quản lý gần 900 học viên, trong đó có khoảng 870 bắt buộc, 11 tự nguyện và 12 lưu trú tạm thời. Số liệu thống kê cho thấy, trong tổng số học viên cai nghiện bắt buộc được tiếp nhận, nam giới chiếm hơn 80%, nhóm tuổi từ 18 đến 35 là đối tượng phổ biến nhất tham gia cai nghiện bắt buộc. Để học viên sớm tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, cơ sở tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lao động rèn luyện sức khỏe cho học viên cai nghiện, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội để hỗ trợ học viên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.